Ê, lâu lắm rồi mới có lại trong vụ Audi đấy. Giờ mình sẽ test. Bạch vệ chiến giáp. Uầy, tề xịn dã man. Uầy, đỉnh nhờ. Uầy, tính ra là mấy cái trang phục nhỏ mà liên quan tới Gundam hay là kiểu robot các thứ ấy. Thích vai. Uầy, có cả kiểu dạng quét mã nhận dạng gì nữa kia, đỉnh thế. Hai các bạn, rồi và chào mừng các bạn đã lại quay trở lại về với channel mình và mình là Vũ đây các bạn ơi. Được rồi, thì cuối cùng thì cái bộ trang phục mà chuẩn bị sắp ra mắt, một bộ trang phục mà về robot tiếp theo, đó chính là Audin Bạch Vệ Chiến Giáp các bạn ạ. Nhưng mà đây không phải là trang phục mà tự thiết kế của Liên Quân, mà là đây là trang phục được chuyển giao từ Vương Giả Quân Hiệu qua bên Liên Quân nhá. Nhưng không sao, đây là một bộ skin mình phải nói là cực kỳ đỉnh và quá là xịn luôn. Mặc dù trang phục này cũng ra rất là lâu ở bên Liên Quân rồi, nhưng mà đây vẫn là một cái trang phục cực kỳ đẹp và cực kỳ xịn và không hề có ai chê nha. Được rồi, thì cũng nhân dịp là mình sở hữu, nói chung là vừa nhận được cái trang phục này, vậy nên là mình sẽ quyết định là mình sẽ leo rank nha. Cũng may là mình vừa đủ tiền, tí nữa mình sẽ bán một chút xong rồi mình sẽ mua con tướng này rồi mình sẽ leo rank cho các bạn xem nha. Được rồi, và để không nói nhiều á, bây giờ mình cùng bạn sẽ cùng đến với đó chính là một ngày leo rank và test skin Audin Bạch Vệ Chiến Giáp này nhá. Thể đẹp dã man, xịn vai trưởng. Ơi, vậy là tính ra là Audin này là vị tướng thứ 5, là coi như là Liên Quân cũng đủ biệt đội robot luôn đấy các bạn. Lữ Bố, Malok, Tulen, con này nữa với lại cả Theo Nát. Ừ đúng rồi đúng không? Ừ, 5 thành viên rồi, đủ 5 thành viên biệt đội robot luôn rồi ấy. Uầy, xịn sò nhỉ. Wow, còn đây là lúc mà khi chúng ta vô game này, màn giao diện này. Rồi, đương nhiên trang phục này thì chắc chắn là sẽ không có hiệu nhau tóc rồi. Nhưng mà được cái là nó sẽ có một cái động tác đặc biệt. Nói chung là mỗi lần chúng ta di chuyển thì nó sẽ có cái động tác như này. Nó nhảy xuống đất xong lại bay lên trên trời nha. Xịn vai. Để mình biến về cho các bạn xem nhá. Ồ, cũng không màu mè lắm. Nói chung do đây là trang phục lâu lắc rồi, phải mấy năm rồi ấy. Mình nhớ là trang phục này lâu lắm rồi đấy. Nên là bây giờ nó lại chuyển giao qua bên Liên Quân thì cũng được. Quan trọng là cái độ mượt thôi các bạn ơi. Đó, thì chém chiêu 2 này. Ồ, chiêu 2 nó sẽ có cái vệ tinh tạo trong cái lớp giáp. Xong rồi vệ tinh nó sẽ bay lên trên trời. Ôi, mình thích chiêu 1 vậy. Chiêu 1 bổ đúng phê luôn. Được rồi, dễ được không bạn? Uầy. Khét dậy bro. Ê, cái pha vừa nãy đi đắc khét nhờ. Quyết đoán phết đấy, hay. Uầy, đẹp. Đẹp các bạn ạ. Đánh thường. Bổ đấy. Uầy, quả kiếm thề đúng chiến luôn. Cái kết quả kiếm của sai chiêu 1 khi chúng ta bổ xuống ấy. Đúng mượt. Ê, lên, mình lên chiêu cuối rồi này. Ồ, chiêu cuối mình đứng sát rồi. Ê, nhưng mà thằng này chết mình rồi đấy. Ù ghê vậy. Trời ơi, anh ta counter mình bằng cách lướt chiêu 2 qua mà né được cái chiêu của mình kìa. Nhưng mà mình trâu lắm, tầm này mình vẫn trâu lắm. Ulti sắp hồi này, đây, để mình test lại cái ulti cho bạn xem nhá. Ulti nó sẽ như nào đây. Wow. Uầy, đỉnh đấy. Uầy, cái ulti của con này là nó sẽ phóng ra cái đao ấy, xong rồi bắt đầu là nó sẽ kiểu như là có cái phản lực ở đằng sau các bạn đấy, đẹp vai. Cái phản lực rồi nó phi lên trên đấy, xin nhở. Cái này là mình đã bật full mát đều nhá, nên là ở trong các bạn nhìn thấy rồi đấy, cái này là hiệu ứng full mát rồi đấy. Ui, chiêu cuối đỉnh vai. Giờ mình để ý ấy, cái chiêu cuối là khi mà chúng ta ulti ấy, xong bắt đầu là nó sẽ full cái giống kiểu là phản lực ấy, cái máy bay phản lực nó sẽ phi lên trên trời, à đâu, nó sẽ bay lên phía trước nhá, đẹp vai nổi đấy. Uầy, chiêu cuối kìa. Uầy, hay là do mình bật full setting là nó hiện thế này nhở. Đẹp vãi. Đó. Uầy, cái chiêu cuối cứ như là máy bay phản lực ấy. Ném chiêu cuối xong bắt đầu là kéo về lại ấy. Đẹp vãi nồi. Đau nha. Nói chung hiệu ứng cũng không mỏng mè cho lắm. Mọc phá cái nhẹ này ok chưa. Thế đẹp dã man. Tí nữa mình cho các bạn xem hiệu biến về luôn nhá. Hiệu ứng biến về từ vừa nãy là mình cũng xài full cho bạn xem rồi. Nói chung hiệu ứng biến về này nó cũng bình thường, không có gì đẹp lắm. Uầy, nhưng mà chiêu cuối kìa. Chiêu cuối đỉnh thật. Ê, mình thích chiêu cuối nhở. Chiêu cuối là cái đao này nó sẽ phi ra lên trên ấy. Xong bắt đầu là Audin sẽ kéo lên trên. Nhưng mà các bạn cũng để ý cái mà phản lực ấy đấy. Cái phản lực của Audin ấy, nó sẽ full, nó kiểu là nó full nitro các bạn. Thề luôn, đẹp vãi rồi. lực nha, đánh giá lực các bạn ạ. Do Audin toàn với trang phục bình thường ấy, đâu ra tự nhiên trang phục S thế này nữa, xịn. Rồi, mình tới này. Tính ra trận này mình lên, mình mang bộc phá lợi vậy. Bộc phá nó cứ hồi chiêu liên tục ấy. Ui, sao pha đấy không chết luôn đi, để mình hồi lại cái bộc phá chứ, phí thế. Đen chưa? Tầm này mình trâu lắm rồi thật, con này trâu vậy.
Ui, chiêu 1. Chiêu 1 với chiêu cuối đúng đã. Hiệu ứng không màu mè nhưng mà nó mượt nhá. Đó. Mượt dã man. Chắc là vài bữa mình lại tiếp tục làm seri bịt đội robot cho bạn xem rồi. Ui thôi xong rồi. Ây da. Ui, fan này mình không kịp phản ứng ấy. Ồ chết kìa. Chết là sẽ quỳ xuống kìa. Đánh luôn này. Bên đây đúng không? Đó, biết ngay mà. Đâu rồi? Bổ xuống nhất này, nhờn. Nói chung là mình thấy là chắc là cũng không cắt bớt hiệu ứng gì cả. Mình thấy hiệu ứng cũng đầy đủ phết đấy. Cũng đâu cắt mấy đâu các bạn. Nhưng mà nhìn nó hơi mờ nhá. Để ý là hiệu ứng nó hơi mờ nhạt đấy. Kiểu cảm giác là nhìn nó hơi mờ mờ chứ nó không có rõ các bạn ạ. Nhất là chiêu 1 đấy. Mình thấy là xài chiêu 1 với lại chiêu cuối này đấy à. Mỗi lần mà chúng ta giảm xuống dưới đất ấy. Đó là nó hơi mờ mờ nhưng mà đẹp. Thế mình thích cái anti vậy đấy. Thế cái anti mỗi lần lướt lên ấy y chang cái máy bay phản lực luôn. Thế nó phóng đi trô lên nhìn đỉnh vãi. Này chưa này, mình dụ nó tí nhá. Trời tầm này cái giáp mình trâu lắm. Mà tính ra là xài chiêu 2 xong nó hồi máu nữa cơ. Đấy, trời ơi một lần hồi kìa 1000 máu. Rồi tầm này mình khỏe lắm, mình vô mình cân 2 là còn được. Trời ơi. Trời ơi, không kịp làm gì luôn. Vãi Alice lên full phép rồi. Được rồi. Trận này thì chắc chắn là mình win được các bạn ơi. Tay bạn cũng đang cố gắng hết sức. Nếu mà được thì mình sẽ cố gắng làm một trận Audi lên full down cho bạn xem nhá. Do mình đang đính hạng ấy, mình cũng sợ, mình sợ lên full down mình cũng khó chơi ấy. Nhưng mà được, nếu mà được thì tí đó mình sẽ chơi cho bạn xem. Đấy, trận đấu đầu tiên mở màn khá là ổn thỏa nhá. Đấy, cũng quên mất trận này là trận cuối mình lên cao thủ luôn. Trên đây cao thủ luôn nha các bạn. Xịn xò ngay. Uầy, mà công nhận đẹp nhở. Mình không biết sao nhưng mà đây phải công nhận là một trang phục rất là xịn xò. Mình vẫn cực kỳ thích cái mà xuất hiện của trang phục này nhá. Uầy, thề quả mà xuất hiện kìa. Đỉnh vai. Nó còn có cả, đó chính là nói chung là có cả âm thanh background đồ nữa ấy. Uầy, có cả cái quét nhận dạng này này. Mình thích cái kiểu này vậy. Được rồi, và chúng mình sẽ cùng đến với trận đấu theo nha. À mình quên là cái trang phục này nó không như những cái trang phục kia. Là trang phục này là được mác SS hữu hạn luôn nha. Nói chung là cũng giống như Illumia Khải Huyền Thiên Hậu các bạn. Nói chung là cái mác này cũng ghê phết đấy, không phải đùa đâu. Mình cứ nghĩ là mác trang phục này cũng chỉ là SS thôi. Nhưng mà không ngờ là trang phục này được hẳn SS hữu hạn luôn các bạn ạ. Để lần sau nếu mà nó, à đâu, để sang ngày mai. Ngày mai là nó bắt đầu mở bán trang phục rồi. Thì xem coi là liệu rằng nó sẽ được tặng kèm cái gì hay không. Hay là do là SS hữu hạn mà lại không có cái mác gì nó cũng hơi kỳ đúng không? Đó thì trận này mình sẽ chuyển sang DSP nhá. Đáng lẽ là mình đi top đấy nhưng mà thanh niên gian kia giành lane mình nhá. Nó do là mấy người này mấy, nói chung là mấy người chơi ấy hay có cái suy nghĩ là con đao đi này chỉ DSP thôi các bạn ạ, mà trong khi con này là dạng đỡ đòn với lại đấu sĩ ấy, nên con này mình thấy đi top nó vẫn lợi hơn là DSP nhá. Mà tự nhiên các bạn DSP hoài ấy, khổ kiểu cái suy nghĩ ấy, kỳ cục. Ơ à, trời ơi thôi xong rồi. Ui, mình xài chiêu cuối hụt ạ. Pha đấy xài chiêu cuối chúng rát ngon rồi. Hụt mới ghê chứ. Tầm này mình khỏe lắm. Đâu, thằng nào giống anh. Thằng nào đòi anh, thằng đi tao. Trời ơi, thề mình khỏe dã man luôn đấy. Không thằng nào giống anh luôn, thật. Cái anti còn hồi nhanh cơ. Anti hình như mình nhớ là chúng ta đánh thường. Nếu mà cộng dồn chiêu 2 mà đánh thường nó sẽ hồi chiêu nhanh hơn thì phải, mình nhớ thế. Đó, đó. Dễ gì đẩy mình về bạn. Rồi, tầm này tên bạn hết chiêu rồi, rát nãy đẩy mình rồi đúng không? Này, bộc phá này. Ok. Thể bộc phá đúng lợi luôn, giờ 6 giây là hồi, cứ hạ gục là 6 giây hồi nhá. Mình sẽ nhây thanh niên nhá. Các bạn tin từng này máu mình solo kill được nó. Lướt lên này, đánh thường này. Chiêu 1 này, ui. Bộc phá, ơ à. Trời ơi, bị câm lặng bộc phá không được. Vãi trường thật, bỏi đen chưa. À, đội ăn AD mình nhờ. Ê, pha này cân 2 không? Pha này cân 2 được cái chứ. Rồi, chết rồi đấy. Cứ đánh thường là hồi chiêu mà. Nói là mỗi lần mình đánh thường nó hồi chiêu cuối nhanh hơn đấy. Đó, hồi chiêu tiếp rồi này các bạn. Bọc phá. Uầy, tề phê vãi. Bây giờ phải kêu là đại tướng các bạn ạ. Bởi vì đây là, nếu mà robot đúng không thì mình sẽ gọi trang phục này là bạch vệ thần giáp đúng không? Thì mình sẽ gọi là đại tướng thần giáp. Thần giáp đại tướng. Tinh hồn tướng. Tinh hồn tướng, tinh hồn tướng. Tinh hồn tướng Audin. Ooh.
Ê. Ui 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 ui, trời ơi, anh có bo. Anh có bo. Ôi, bộc phá qua được mạng kìa, tôi xong AD chết rồi. Tuyệt vời. Ghê đó. Ê, tem tôi đang tới nha. Tôi trâu lắm, đủ đao đâu mà giết. Rồi đi rồi đó. Trời ơi, tính ra mình kìa. Tên bạn cả, tính ra là vừa đấy hai thanh niên kia đánh mình xong rồi mình hồi máu hơn đấy. Rồi thêm thanh niên này nữa. Đánh gì Audin, đánh Audin không được đâu, càng đánh càng hồi máu chơi gì. Uầy. Phê vãi, cảm giác là mình đang tưởng mình đang chơi bản gốc của Vương Giả Vinh Diệu các bạn. Do là bản gốc của Vương Giả Vinh Diệu hình như là hạ hồ đôn đúng không? Mình không nhớ rõ bản gốc của Audin thì hình như mình nhớ là hạ hồ đôn rồi vậy. Đấy, bản gốc khỏe lắm, bản gốc nhìn mạnh mấy nồi đấy. Cảm giác chơi cái trang phục này cứ tưởng là đang là bản gốc ấy, nhìn phê vãi. Tề châu dã man luôn ấy. Chấm vào. Chấm vào. Ế. Thề luôn đấy. Rồi đi rồi đấy. Tề sao ăn. Tính ra là Alice bên kia cover tốt cho ông Terry. Và ông Terry toàn cái dí mình đánh thôi. Khó hiểu. Rồi lại chết rồi đó. Sao chạy. Còn chiêu mà chạy. Đã thế còn đi rừng nữa chứ. Chịu ấy. Rồi mình còn chiêu cuối mà bạn. Đánh thường. Đánh thường. Chiêu 1. Bổ xuống dưới đất. Ôi không ăn được kìa. Ồ, mình chịu chị hơi sớm. Thôi win rồi. Vậy tính ra con này DSP cũng khỏe nhá. Nhưng mình vẫn thích đi top hơn. Nó lại trên này top ấy. Thể cay vãi. Tự nhiên bị ông kia ông tranh. Mà thôi không sao. Vẫn là một trận đấu win cho mình. Đẹp. Vẫn là chiến. Quá là lực. Được rồi. Uầy, trận đấu tiếp theo cũng không hiểu sao trận này mình được pick đi đứng các bạn. Mình tính lên full dam ấy. Nhưng mà mình chưa kịp nên thôi. Trận này coi như là cầm đi rừng lên dạng full tank thử xem coi đi rừng ổn không nhá. Mình nhớ là Audin cũng được boost nên là mình nói chung là mình nhớ hồi trước là đợt boost của Audin ấy là đi rừng bây giờ nó cũng được các bạn ạ. Nói chung Audin bây giờ đi rừng cũng ok. Rồi chết rồi đấy, đánh thường rồi. Ơ. Ủa vãi. Trời ơi. Thế sao đam mình yếu thế? Trời ơi, một pha chủ quan đến từ của Vũ. Cái pha đấy mình tưởng sai chứ một quẹt cái là nó chết rồi. Vãi nồi, đam yếu. Ôi, mình không nghĩ là cái chiêu một nó yếu vậy đấy. Ảo ma vãi. Vậy công nhận mình nghĩ là mình lên full dam ấy. Trận này mình mới lên full dam là pha vừa nãy mình giết được con thằng Ajinka rồi. Rồi, hai. Rồi chết rồi đấy. Đòi chạy. Uầy, quả kiếm kìa, Excalibur à. Trời ơi, tôi đánh mà tem tôi đâu rồi. Ui trời ơi, tôi đánh mà tem tôi đâu rồi. Rồi Arum đâu? Arum hết máu, Arum sợ rồi các bạn ạ. Arum không dám vào. Ê nhưng mà mình trâu lắm. Tiếp đi. Tem bạn cũng hết máu đâu mà. Đấy 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 đấy, từ 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 này. Đó, đây này. Lên. Rồi, thả đi bạn. Đó, phải thế chứ, mình trâu mà. Tính ra con này đã trâu sẵn rồi ấy, đi đường giờ trâu hơn nhá. Mình thấy đi đường giờ trâu hơn hẳn đấy. Ê, KDC hết tóc biến này. Ồ, anti luôn là lui nhá. Nó mà rồi ok. Chết rồi đấy. Ê, không có tóc biến mà hổ báo kìa. Rồi đi rồi. Ù, thể cái anti. Uầy, mỗi lần kéo vắt cái phản lực ấy nó bay lên đẹp vãi. Trời ơi, 15. Ui, choáng hai người mà không có tem đâu cả. Ôi trời, bà đã tạ. Vai nồi à, anti đi đâu vậy? Ôi da. Gì vậy? Đòi bổ mình bạn. Ây da. Ây da. Trời ơi, thôi xong rồi, thua rồi. Thôi mình thấy, mình nghĩ là cái game này nó xong rồi các bạn ạ. Ôi phá lính nhá, chắc mình phá lính pha này ấy. Pha này chặn lính ấy, chết tên bạn kiểu gì cũng ăn lính à. Nhưng chắc chết rồi, pha này mình chết chắc rồi. Ui không chạy được rồi. Ủa anti mình đâu? Ủa? Ủa anti đâu mà? Chịu ấy. Trời ơi Violet. Uầy nhờ Violet lên mở cuộc bát mình ăn được bạn này. Ảo ma chưa? Hết rồi, tem mình đánh rời rạc quá. Chói thử coi nào. Ồ chói luôn à. Ui không đủ đam.
Vai ạ. Trời ơi. Nè, đánh đánh xoay xoay AD nè, giờ đánh xoay xoay AD là được. Tem thì hai đấu sĩ đánh mà cứ để toàn để AD trên mình không. Trời ơi, nó kiên trì thế. Rồi AD đâu? AD ơi, cứu tôi. Oh, hên quá, vừa kịp. Vừa kịp hồi chi 2 luôn. Rồi, tóc biến lên giết nó. Nice, không sao nha, lật kèo được các bạn ạ. Cố lên. Nó trong đây đúng không? Đâu rồi? Trời ơi, nó tàn hình, không biết mình làm gì luôn. Này, kinh công này, kinh công này. Đánh nó. Bổ nó. Đánh nó. AD. Ôi à, ủa nó tem tôi đâu? Ủa rồi AD, ủa AD sao chết vậy? Thế giờ mà tem Anxia là thua chắc mình có thật luôn đấy. Mà bây giờ mình không đánh được. Nãy giờ chết toàn 3-4 thằng mà tem bạn đông quá. Đánh tem mình. Thôi. Thôi chạy. Đòi gì? Đòi gì? Nhờ này. Ây da. Chịu rồi. Thật là mình không biết đánh sao nữa các bạn. Mình cũng muốn mở công bắt đánh cho team lắm. Arum ấy, mình thấy Arum đấy giờ không chói cơ. Lên chói đi. Lên chói đi. Trời ơi. Ây da. Các bạn ơi. Ây da. Ủa đấy Arum sao chơi chăn nhát vậy ta. Tính ra cái pha đi chạy lên chói đi chứ. Hay. Trời ơi, tới giờ ảo tưởng của anh ta rồi. Thế tính đã ông Bijan này chi hay đấy. Nhưng mà nếu như mấy pha cuối này mà nếu mà đi ấy thì mình nghĩ là nên đi chung với ai nhá. Đi lẻ thế dễ chết đó mới được. Anh đang tóc biến rồi. Trời đó, đó đúng rồi, phải thế chứ. Ôi thôi xong rồi, ê, đòi bắt AD tao đúng không? Mày đòi bắt AD tao. Đòi bắt, thôi xong rồi, chết tôi rồi. Trời ơi. Trời ơi, chịu hàng tấn sát thương nhưng mà không có tem. Thôi thua các bạn ạ. Cũng đã cố gắng hết sức rồi. Giao án Audin đi đường lên full tank cũng còn ổn nhưng mà hơi toang, vẫn hơi toang tí nha. Ế, cũng may là mình lại tiếp tục pick được con Audin đi đường nữa các bạn. Và trận này mình sẽ quyết định mình chuyển sang lên đi lên full dam thử nha. Vừa nãy là vun lên full tank rồi, mình sẽ lên full dam nhá. Ê, mà quên rồi, hơi đen một cái. Là trận này mặc dù là mình lên phù hiệu ma chú xong rồi mình cũng tính lên full dam ấy. Nhưng mà mình quên mất là cái ngọc ấy. Mình quên chỉnh ngọc các bạn ơi. Đáng lẽ là trận này mình nên chỉnh cả ngọc công vật lý công, hoặc là ngọc chí mạng ấy. Mà cái trận này là mình không để ngọc, mình vẫn giữ ngọc tanh ấy, là ngọc 1100 mút máu ấy các bạn. Nói chung là ngọc tanh ấy, đen. Mà không sao nha, mình nghĩ là chắc là miễn sao mình lên full dam vẫn được. Ngọc thì ngọc tanh thì coi như là lên để xem thử lên. Nếu mà trận này mình lên full dam ấy, xem coi dam nó sẽ như nào khi mà mình không có ngọc nha. Rồi, trận này có voi này, trận này có voi quarter được. Ê, tính ra ông voi tay mình hay phết đấy chứ. Pick a rắc thì pick a voi là ok rồi đấy. Ui, trời ơi. Ui, pha đấy mình mà choáng còn được thằng Văn Heo nữa là mình cân hai được pha đấy rồi. Là mình hồi máu lại luôn rồi. Đen chưa? Đòi chạy, bổ này. Hay, đó, phải thế chứ. Ông biết bị tem mình ngủ luôn rồi. Ông biết tem mình ngủ trên top rồi. Bổ có ba. Rồi lui lại tí nha. Chơi không? Lá vô chơi không? Đây này. Ôi da. Ơ kìa, nó di chuyển lỗi kìa. Ơ nó di chuyển lỗi này. Bổ nó. Hai, phải thế chứ. Ê. Ui bị kéo hoài vậy. Ui tôi xong rồi. Tôi xong chết rồi. Trời ơi, thằng Pen vào cái tem đi hết luôn. Ôi, Van Heo khỏe quá. 6-0 rồi. Toang toang rồi đấy. Đòi ăn. Nguyên CC luôn. Ôi, tính ra mình đè vãi CC ra hất tung lên. Mình choáng rồi, mình lại choáng tiếp. Ôi, ăn nguyên CC vào đầu luôn mà. Tem bạn toang quá ấy. Trời ơi, không tới tầm. Đen chưa kìa. Trời thề đen ác. Ê, mình lên được cái tiên xin phá này. AD. AD ơi. Ở đâu rồi? Ây da. Trời ơi. Pha đấy mình thấy AD mình bị nhắm đánh ấy chứ. Theo đắt đi farm ạ. Đen.
Sao mà cứ mỗi lần mình đi rừng là tem mình đều toang vậy ta? Từ từ nhá, bổ cái này, chiêu 2 này, à tóc biến à. À còn quay lại không về mà, anh ta còn quay lại không về mà. Rồi mày đi. À cứu bạn à. Cứu bạn này. Thằng tiếp theo, thằng A đi đâu? Ơ kìa. Ơ thằng này. Ủa, người đang AFK à? Ơ, ảo ma đấy. À nháy đèn biến về à. Ui, khó chịu quá nhở. Nó đứng nó nháy đèn kìa. Từ từ nhá, chơi win được, vẫn chơi được. Mình tin là chơi được các bạn ạ. Vô đấy. Ôi, vãi ạ. Uầy, mình không nghĩ anh ta anti luôn đấy. Uầy, mà tội theo nát tem mình vãi. Mỗi lần vào bắn ấy, thằng Pen mà thấy bắt nó vào nó chơi liền à. Ừ. Uầy, đấy là sức mạnh của full down đấy. Uầy, lên full down cân 2 được luôn mà. Vào đấy, nhiều. Ô, đây này. Bố. Phiêu. Nhơn này. Thằng tiếp theo. Ủa cái gì mà chó SP. Ủa. Ông biết ông chó nhầm người các bạn ạ. Tới tầm không? Ui không tới tầm. Bố này. Ê lật kèo được nha. Đơn đòi. Đòi bắt ai? AD tui bên đây mà. Bạn bắt được AD là bạn toang rồi. Ê lật kèo được đấy nhá. Để AD mình bắn là ok này. Mình sẽ bỏ cái thanh kiếm nhá. Nói chung là mình sẽ lên full full kiểu dạng sát lực, full đam. Chứ mình sẽ không lên lên đồ kiểu dạng chí mạng nhá. Ui, đòi ăn này. Rồi. Bắt AD tui ha. Nhưng mà tem tui đông. Win luôn. Ui, nhưng mà mình không được mặt nào hết. Không sao, win rồi. Ui, tem mình pha cuối hay nhá. Bạn nháy đèn với chúng tôi. Ui, đẹp vai. Ồ, đánh giá công nhận Audi lên full down vẫn là một cái gì đấy rất là ok chứ các bạn. Đấy. Nói chung là may là mình lên full down mình có mấy pha mình cân 2 được ấy. Ảo ma vãi. Uầy, xịn trò vãi nổi, đẹp nhở. Uầy, tính ra là từ nãy giờ mình mà lên Audi full down một đứa ấy. Mà hơi đen là trận này mình không lên đúng ngọc. Trận này mình lên, mình cầm ngọc ngọc tanh ấy chứ. Trận này mình mà cầm ngọc đam nữa chắc đam còn to hơn nữa ấy. 100.000 đam, ok chưa? Đam to nhất team luôn mà. Uầy, đỉnh vãi. Và đó là một ngày chơi game, một ngày leo rank của mình cùng với Audin vệ thần bạch vệ chiến giáp các bạn ạ. Uầy, mình phải công nhận là trang phục này quá đỉnh, quá là xịn. Nhưng mà đây là một trang phục dòng SS hữu hạn, các bạn nên nhớ nha, hữu hạn nha. Nếu chỉ là SS thì có thể là chúng ta sẽ được mua ok hơn, nhưng mà đà này nó là SS hữu hạn, vậy nên chắc chắn là sự kiện ngày mai ấy, là liên quân là không, trang phục này là chúng ta phải chơi sự kiện, nói chung là mua được, nên là mình không biết liệu là sẽ mất tầm bao nhiêu quân huy. Hơi đen nhở. Bạn nào mà kiểu thích dòng mà robot như mình hoặc là cái trang phục như này ấy, chắc chắn là nếu mà mở bán thì mua sẽ ok đấy. Còn nếu mà là sự kiện các bạn biết rồi ấy, gà rán có bao giờ mà cho kiểu dạng dễ dàng đâu. Sự kiện là ô tô toàn hút máu thôi. Nên là để xem coi ngày mai ra thì mình sẽ mua thử và mình sẽ trải nghiệm thử để xem coi là sự kiện ngày mai nó sẽ mất tầm bao nhiêu quân huy để mà có thể sở hữu được cái trang phục Audin bạch vệ chiến giáp này các bạn. Nhưng mà mình phải công nhận đẹp ấy. Nếu như mà trang phục này để nơi profile là xịn đấy, mà cho là mình chưa có, để ngày mai là có gì mình sẽ test rồi mình sẽ bỏ nơi profile cho bạn cùng xem nha. Đó, chưa nhìn này, quả ngoại hình đồ này xịn sò vãi nồi. Mà trang phục này mình nhớ là bên Vương Giả Vinh Diệu là trang phục này trang phục đá tím, mà mình nhớ là bên bên Vương Giả người ta bảo là mấy cái dòng trang phục đá tím thì là trang phục xịn ở ở bên Vương Giả nữa. Nói chung là cũng tầm 3S là đâu, cũng là một trang phục xịn. Nói chung là xịn. Đó, được rồi. Và mình cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video nha. Và đừng quên, nếu như mà thấy video hay, thế là mình nó chỉ là một cái like nhá, và một cái đăng ký các bạn ạ, để mình thêm động lực làm về những cái series tiếp theo cho các bạn cùng xem nha. Còn thì bây giờ, hẹn gặp các bạn ở những cái series tiếp theo của mình nhá.